Bạn còn nhớ năm 2001 không? Trong quán net ai cũng chơi game này. Khi đó cực kỳ phổ biến ở các quán net giống như bây giờ. Trong điện thoại đều là dòng game này do team phiên bản PC nghiên cứu phát triển. Phiên bản đồng bộ cập nhật, bản PC chơi như thế nào, bản mobile cũng chơi như vậy. Chúng tôi không cần xe của bạn, cũng không cần nhà của bạn. Chỉ muốn bạn nghe được bản nhạc quen thuộc này, có thể về thăm nhà.